nghi vấn công ty Hương Thành, vụ sán lợn, có quan hệ với quan chức, lãnh đạo huyện Thuận Thành lên tiếng. Chiều ngày 19 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành chính thức lên tiếng trước nghi vấn công ty Hương Thành có quan hệ với lãnh đạo địa phương khi có thể cung ứng thực phẩm cho 19 trường trên toàn huyện. Liên quan đến thông tin, hàng trăm học sinh mầm non tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh có kết quả dương tính với sán lợn. Chiều ngày 18 tháng 3, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã có buổi họp với cơ quan chức năng liên quan huyện Thuận Thành. Báo cáo của ông Lê Văn Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành cho biết, trường mầm non Thanh Khương có 568 học sinh, đây là trường được đánh giá có chuyên môn chất lượng. Trước nay chưa từng xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra cũng thường xuyên được thực hiện. Công an huyện phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với sản phẩm của công ty Hương Thành. Tuy nhiên, do vụ việc diễn ra từ 14 tháng 2 nên mẫu thịt lợn không thể lấy để xét nghiệm. Về thông tin công ty Hương Thành có quan hệ với lãnh đạo nên có thể cung ứng cho 19 trường trên địa bàn. Vị lãnh đạo cho biết việc ký hợp đồng là do 19 trường tự quyết định, không có chuyện ai can thiệp vào. Sau khi có thông tin phản ánh trường nhập thực phẩm không đảm bảo, địa phương đã chỉ đạo dừng nhập thực phẩm của công ty Hương Thành, đình chỉ công tác với hiệu trưởng, tạm đình chỉ phó phụ trách bếp, chờ xử lý tiếp khi có đầy đủ thông tin. Cũng theo vị phó chủ tịch, trước đó ngày 7 tháng 3, một gia đình tại xã Thanh Khương đưa ba trẻ nhỏ xuống Hà Nội khám và cho kết quả dương tính với hai cháu. Sau đó, hàng trăm gia đình đã đưa con xuống khám. Tuy nhiên, sán lợn là bệnh thường gặp và chữa khỏi hoàn toàn được, tỷ lệ các cháu đi khám cũng là tỷ lệ trung bình so với các tỉnh thành cả nước. Bởi vậy, địa phương cũng chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, tránh để người dân hoang mang, hướng dẫn, hỗ trợ tài chính, tư vấn cho các gia đình có nhu cầu đưa con đi xét nghiệm. Hiện địa phương chỉ đạo tất cả cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra làm rõ cá nhân tập thể có sai phạm, sớm ổn định tình hình trật tự xã hội, an toàn trường học trên địa bàn. Về thông tin không có mẫu thịt để xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục Vệ sinh, An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế khẳng định đã có quy định lưu mẫu mà không lưu là vi phạm pháp luật. Lưu mẫu chỉ là một quy định nhỏ trong vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, nguồn gốc cung cấp, vệ sinh nhà bếp đều có quy định quy thể. Bí thư Bắc Ninh, tỷ lệ nhiễm sán lợn tương đương 55 tỉnh không có gì là bất thường. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chính cho biết, tỷ lệ nhiễm sán lợn của trẻ em ở Bắc Ninh ở trường mầm non đem đi xét nghiệm nằm trong khoảng bình quân tương đương với 55 tỉnh, không có gì là bất thường. Thông tin mới nhất về trẻ em ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn, chiều ngày 18 tháng 3, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết tỷ lệ nhiễm bệnh của trẻ em ở Bắc Ninh ở trường mầm non đem đi xét nghiệm nằm trong khoảng bình quân cho phép của người dân Việt Nam, hơn 11%, dao động của người dân Việt Nam từ 10 đến 12%, tương đương với 55 tỉnh, không có gì là bất thường. Các xã không phải lo lắng, hoang mang thay quá, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết. Ông Nguyễn Nhân Chiến dẫn lời giáo sư Nguyễn Văn Kính, giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trường hợp một số trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán được nhận định là có 3-0, đây không phải là ngộ độc thực phẩm, không phải là dịch, không phải là bệnh cấp tính, và khẳng định sán lá gan lợn là bệnh chữa được, người dân không nên hoang mang, dao động không cần thiết. Tuy vậy, ông Chiến khẳng định vẫn giao cho công an kiểm soát, Ban An toàn vệ sinh thực phẩm làm việc với thái độ trung thực, không bao che để tìm ra nguyên nhân. Chúng ta chưa nên đổ lỗi cho cơ sở nào cả vì cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và chưa có kết luận điều tra chính thức. Hiện nay tỉnh đã giao cho cơ quan công an, Ban An toàn thực phẩm cùng các cơ quan liên quan làm việc với thái độ nhanh nhất, trung thực, khách quan nhất trên cơ sở không bao che, ông Chiến nói. Ông Nguyễn Nhân Chiến nói rằng phải tìm hiểu kỹ và không nhất thiết phải xét nghiệm ồ ạt, tốn kém không cần thiết. Đặc biệt phải đặt lại câu hỏi, đặt lại vấn đề tại sao trong trường nói 100 học sinh cùng ăn thức ăn, cô giáo cũng cùng ăn thức ăn với học sinh, nhưng 10 em bị nhiễm sán, 90 em còn lại không nhiễm sán. Cơ quan chức năng phải tìm được nguyên nhân này, tại sao lại có hiện tượng này. Bản thân Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng con đường lây lan phải do các ngành chuyên môn y tế, các cơ quan chức năng phải tìm, phải làm rõ nguyên nhân điều này để tránh hoang mang dư luận. Chính vì thế, đề nghị chúng ta chưa quy kết vấn đề cho một cơ quan nào, tổ chức cá nhân nào,
mà cái đó phải chờ kết luận của cơ quan chính thức, các cấp có thẩm quyền, làm việc khách quan, vô tư phán đoán chính xác, ông Nguyễn Nhân Chiến nói. Về đoạn clip phụ huynh đưa lên mạng cũng cần phải được cơ quan chức năng xác minh xem có đúng là được quay tại trường mầm non ở Thuận Thành hay không, từ đâu ra hay lấy trên mạng và của địa phương khác, ông Chiến chưa dám khẳng định. Đại biểu các xã, chúng ta đừng nên quy kết cho ai cả, ta chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra mới có thông tin chính thức để phát ngôn. Hôm nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân báo cáo với Thủ tướng thì cũng nên báo cáo việc này, cơ quan công an xác định rõ nguyên nhân, nếu như có vi phạm cá nhân thì sẽ xử lý nghiêm túc. Các đồng chí về quán triệt lại với người dân, chúng ta không bao che trong việc này, ông Chiến nói. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng cho hay tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí xét nghiệm sán lợn gạo cho các trường hợp trên, còn trường hợp có khám tổng thể cho cả người lớn hay không thì tỉnh chưa có chủ trương đó. Người dân Bắc Ninh cũng không cần phải đi xét nghiệm như thế. Mức nhiễm dương tính sán ở các đối tượng đã đi xét nghiệm ở Thuận Thành vẫn nằm trong khoảng bình quân chung của người dân Việt Nam, không có gì đột biến cả, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nói. Bí thư Nguyễn Nhân Chiến đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh nhất, khẩn trương, sớm có kết quả để thông báo đến người dân, tránh hoang mang, càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu trong lúc này. Bắc Ninh đã giao cho công an tỉnh tìm rõ nguyên nhân, sai phạm, nếu thuộc cá nhân tổ chức nào sẽ có xử lý nghiêm, không bao che. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu chính quyền các địa phương tuyên truyền đến người dân hiểu rõ về bệnh này và hướng dẫn người dân đưa con em đi lấy mẫu theo lịch của Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Y tế cử ngay đoàn công tác về tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh có phát hiện để chỉ đạo phòng chống bệnh, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc kịp thời khám điều trị cho người bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các cơ sở có bếp ăn cho học sinh và vệ sinh trường học, tuyên truyền vận động học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện ăn uống hợp vệ sinh và vệ sinh thân thể. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an điều tra làm rõ thực phẩm bị nhiễm ấu trùng sán lợn tại tỉnh Bắc Ninh. Nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, mẫu thịt gà an toàn, nguồn thịt lợn đủ điều kiện. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt gà và nguồn gốc thịt lợn cung cấp tại trường mầm non Thanh Khương. Liên quan đến vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo số 23. Báo cáo Ban Quản lý An toàn thực phẩm về kết quả tiếp tục triển khai việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn huyện Thuận Thành. Báo cáo được gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Theo báo cáo này, ngày 6 tháng 3, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành lấy mẫu thịt gà dùng trong bữa ăn ngày 5 tháng 3 của trường mầm non Thanh Khương đã được Công an huyện Thuận Thành niêm phong. Việc thực hiện lấy mẫu và bảo quản, vận chuyển do cán bộ lấy mẫu có chứng chỉ đào tạo lấy mẫu thực phẩm thực hiện theo đúng quy định. Mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Đơn vị kiểm nghiệm có đủ năng lực kiểm nghiệm theo quy định để thực hiện phân tích, đánh giá các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt gà và xương gà tại trường mầm non Thanh Khương của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm cho thấy hai mẫu thực phẩm xương gà và thịt gà thái miếng đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Báo cáo cũng cho biết tiếp tục truy xuất nguồn gốc thực phẩm thịt lợn cung cấp cho trường mầm non Thanh Khương ngày 14 tháng 2 và 20 tháng 2 cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Hương Thành lấy thịt lợn từ hai cơ sở hộ kinh doanh ở huyện Thuận Thành và huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hai cơ sở này đều được cấp giấy chứng nhận, cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trước đó cuối tháng 2 năm 2019, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay lại hình ảnh một miếng thịt lợn có sán, được cho là của bếp ăn trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Phụ huynh trường đã mang thông tin này tới yêu cầu nhà trường có câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, khi sự việc thịt lợn có sán chưa được giải quyết rõ ràng, thì ngày 5 tháng 3, phụ huynh trường mầm non Thanh Khương tiếp tục vào bếp ăn nhà trường, phát hiện những miếng thịt gà luộc chín bị mở ra, có thể bóp nát được trên tay. Nghi ngờ đây là thịt gà đông lạnh để lâu, chứ không phải thịt gà tươi. Như cam kết của nhà trường, nên phụ huynh này gọi thêm nhiều phụ huynh khác để yêu cầu nhà trường làm rõ.
đồng thời các phụ huynh ra chợ mua một miếng thịt gà công nghiệp, về luộc thử thì dai, và không thể bóp nát trên tay. Tiếp nhận thông tin. Ngay sau đó lực lượng công an đã có mặt, để thu giữ số lượng thịt gà, có tại trường mầm non Thanh Khương, và đưa đi giám định. Đồng thời thu giữ một số phiếu, hóa đơn nhập thực phẩm tại trường học này. Từ ngày 12 tháng 3, do lo sợ con mình ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh, hàng nghìn phụ huynh, trường mầm non Thanh Khương, đã đưa con xuống, bệnh viện nhiệt đới trung ương. Và viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng trung ương xét nghiệm. Tới thời điểm này, đã có hơn 2.000 học sinh mầm non ở Bắc Ninh, được đưa xuống Hà Nội xét nghiệm, và đã có tới 209 trẻ, đến từ Bắc Ninh, dương tính với sán dây lợn. Ngay sau khi phụ huynh phản ánh sự việc, Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Ngày 15 và ngày 16 tháng 3, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh đã trực tiếp chủ trì các cuộc họp liên quan đến sự việc này, đồng thời trực tiếp đến thăm hỏi các cháu bé đang làm thủ tục xét nghiệm tại bệnh viện. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Thành, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Thanh Khương và 18 trường mầm non, 2 trường tiểu học khác trong toàn huyện đã bị tạm dừng hoạt động. Chờ kết quả điều tra, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Đối với bà Cao Thị Hòe, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương,